She also gives a lot of it to another man she loved. Drops, die in jungle. There's stories in here that John Mayer, who was linked to Kingo Sunny and Jennifer Aniston, stole Jessica's heart and she says wanted over and over again. Thank you.
Nationals big storm cut across the country right now. More than 27 million people at risk for a winter weather. Severe weather for 14 million people. That number's going to grow as the week wears on. As we go to the late part of the week, this is what we're looking at as far as rainfall amounts through Friday. Anywhere from 2 to 4 inches, potentially 5 to 6 in some areas of the Gulf Coast into the Mid-Atlantic. Between this, we've got icing from Texas all the way into the north to some spots, especially in the mountains of West Virginia. You can see up to a half an inch of ice and snow stretching from Texas all the way into the upstate, or I should say the Midwest, and then the upstate of New York on into the north of the Midwest, up to 6 to 12 inches of snow. But New York into the south, the I-95 corridor stays just there. That's what's going on. That's what we're talking about in New York. I'm on it.
Across the area, it is the last night, midday. Here's the alibi of the forecast.
Mô Bụt Dạ. Dạ sa thủ xích hoàng nguyệt cho được biết tín hiệu nha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giả. Chương trình Phật pháp của Bố Thá Thăm Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 30 tối đờ 30. Con từ mẫn thành kính lãnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh. Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu biệt. Dạ, con xin sám hối để con sửa lại cái này. Minh Châu biệt, bài 50, Kinh Hàng Ma. Dạ sản do Thượng Tọa, Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc lễ bái tam bảo năm hai giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các thường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ bài 2, bài Kinh Hàng Ma sẽ cho Thượng Tọa đại quyền giảng giải. Dạ con thành kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Thể Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thịnh văn ni tịnh Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh số 50.
Bài kinh này được gọi là bài kinh Niêm Bút Ác Ma. Xưa kia trong cái bản dịch đầu tiên, Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch cái bài kinh này tên là Kinh Hạng Ma, tức là hàng phục Mara Tachaniya Sutta. Cái chữ Tachaniya, chữ Tachaniya theo ở trong luật tạng đó, thì cái danh từ này để chỉ cho cái sự khiển trách khi mà có những vị tỳ kheo ở tại Đắc-ca-na-ki-ri mà sống buông thả và có những cái sở hành khiến cho dân chúng ở tại địa phương này họ ta thán, họ mất lòng tin. Sau đó Đức Phật Ngài dạy hai vị thượng thủ tinh văn của Ngài đi đến để mà Tachaniya, làm cái tăng sự Tachaniya Kamma, tức là khiển trách những vị tỳ kheo đó. Sau khi khiển trách rồi mới đầu dấu Nisya Kamma, dấu không được thì Papachaniya Kamma, tức là tận xuất đủ đi, đủ khổ địa phương. Cho nên ở đây cái chữ Tachaniya mà thường tôi giác đẳng chính lại là Diêm Bút thì cũng rất là hay thưa quý vị. Và đây là một câu chuyện về tôn giả Mahamoggallana. Ngài bị ma nhập vào bụng, đi vào trong bụng Ngài, và Ngài đã kêu ác ma đi ra, và Ngài đã kể lại cái quá trình của Ngài liên hệ đến ác ma như thế nào. Cho nên ở đây trong cái bài kinh này xem như là cái bài kinh tự thuật. Mở đầu của bài kinh là câu hỏi tại sao kinh nghi gọi là kinh nghi vú ác ma. Kế đến đại ý kinh nghi vú ác ma là gì? Tôn giả Mahamoggallana nhân là nhân vật thế nào? Ác ma trong kinh này là chúng sanh thế nào? Ác ma quấy phá tôn giả một liền ra sao? Tôn giả Mahamoggallana nghiêm vú ác ma thế nào? Khi ác ma Du Si muốn chi phối đệ tử Phật bằng chiếu lực thực tế thế nào?
Thì ma muốn chi phối đệ tử Phật bằng cám dỗ được kể thế nào? Khi ma muốn chi phối đệ tử Phật bằng bạo hành được kể như thế nào? Sau khi tôn giả Mahamoggallana nghiêm quốc ác ma bằng câu chuyện tiền thân thì kết quả ra sao? Thì ở đây đó là những cái câu hỏi dạng ý ở trong bài học. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên vị giảng sư của ngày thứ ba, Thượng tọa sẽ giảng giải cho hội chúng nghe về cái ý nghĩa của bài kinh này. Xin mời cô Từ Mẫn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài Thượng tọa Tề Siêu. Và sau đây xin đọc bài. Năm trăm sáu mươi sáu, tại sao là kinh nghiêm quấn ác ma? Tên bài kinh được đặt theo nội dung là qua đó, mà qua đó tôn giả Mahamoggallana là khiển trách ác ma đảo ngài. Trong bản dịch, tựa đề của kinh là kinh hàng ma. Thật ra chữ Tayaniya có nghĩa là quở trách chứ không phải là hàng phục, nên đổi lại là thành kinh nghiêm huấn ác ma. 567. Đại ý kinh nghiêm huấn ác ma là gì? Một thuở, tôn giả Mahamoggallana trú ở vườn Nai giữa dân chúng Phagra tại Sumumara Gira gần Besakalawana. Bấy giờ ác ma quấy nhiễu ngài. Lúc đang đi kinh hành, tôn giả đã nêu rõ quan hệ đời trước với ác ma và thuật lại nhân quả bản thân của ngài trong quá khứ để huấn thị ác ma. Năm 568, tôn giả Mahamoggallana là nhân vật thế nào? Ác ma trong kinh này là chúng sanh thế nào? Tôn giả Mahamoggallana thường được biết qua âm Hán Việt là một kiền liên, là một trong hai thượng thủ thinh văn của Đức Phật. Ngài được biết là đệ nhất về thần thông và là một trong hai vị giáo thọ lớn nhất của tăng chúng. Có ba điểm được biết về bậc đại thánh này. A. Do nhiều kiếp chú trọng về tu dưỡng thần thông nên ngài tạo nhiều ác nghiệp và bị quả khổ trái ngược với hạnh thiện về trí tuệ của tôn giả Sariputta. Hai vị là bạn đồng song chí thân. B. Tôn giả một kiền liên từng có tiền kiếp tạo ác nghiệp với cha mẹ ruột của mình nên quả nghiệp đeo đẳng nhiều đời. C. Ngài là vị từng thăm viếng nhiều cảnh giới như địa ngục hay cõi trời hoặc mục kích các loài ngạ quỷ và sau đó thuật lại qua nhiều bài kinh trong Tam Tạng Pali. Có lẽ vì hai điểm sau nên kinh điển Phật giáo liền tạo thành một hình ảnh Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát với mô tả về hành trình và địa ngục cứu mẹ như một cách làm đẹp hình ảnh của một thượng thủ tinh văn.
Ác ma trong kinh này là một dạ xoa nhiều thần lực có liên hệ quyến thuộc đời trước với tôn giả. Ác ma ở đây, ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, này ngươi đang đứng dựa nơi cửa miệng, này ác ma, thuở xưa ta là ác ma, tên là Dusit, và chị ta tên là Kali. Được, tên là Kali, người là con trai chị ta, như vậy người là cháu ta. 569. Ác ma quấy phá tôn giả một quyền liên thế nào? Ác ma chui vào thân của ngài. Của giờ tôn giả, Maha Móc Ra Lá Ná đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy ác ma đi vào bụng tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná ở trong bao tử. Rồi tôn giả Maha Lá Ná nghĩ như sau: nay sao bụng của ta lại nặng, có gì trầm chất quá đầy. Rồi tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná từ chỗ kinh đi vào và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná tự chánh niệm. Tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná thấy ác ma sau khi đi vào trong bụng đang ở trong bao tử. Thấy vậy, tôn giả liền nói với ác ma: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho người bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Rồi ác ma suy nghĩ: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho người bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng chưa biết ta mau dậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được. Rồi tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná lại nói với ác ma như sau: này ác ma, ta biết người, đừng có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Ngươi là ác ma, này ác ma, ngươi nghĩ như sau: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho người bị bất hạnh đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng không biết ta mau như vậy, thì làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được. 570. Tôn giả Maha Móc Ra Lá Ná nghiêm ác ma thế nào? Tôn giả huấn thị ác ma bằng việc kể lại nhân quả đời trước của chính mình. Này ác ma, lúc bấy giờ Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán chánh đẳng giác hai vị đệ tử tên là Rá và Sanjiwa, hai bậc tối thượng, hai bậc hiền giả. Này ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không một ai ở đây để bằng tôn giả. Vì lý do này là Vithura vô song, còn tôn giả Sanjiwa là vị rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người và chứng diệt thọ định không khó khăn gì. Này xưa, Tôn Sanjiwa đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy tôn giả Sanjiwa đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây.
Thấy vậy liền nói với nhau như sau: Thật vi diệu thai, này các tôn giả, này các tôn giả, thật khi hữu thai, này các tôn giả, vì sa môn này chết mà vẫn ngồi, chúng ta hãy tán ngày. Mà các cũng có phân họ ân tôn giả sanh đốt lửa và bỏ. Này ác tăng chí quá, đêm ấy đã tàn phủ vào buổi sáng. Đắp y cầm bát vào làng khất thực. Này ác ma, các người chăn bò chăn thú làm ruộng, các lữ hành thấy tôn giả săn chí quá đang đi khất thực, thấy vậy liền nghĩ: Thật vi, này các tôn giả, thật hy hữu thai, này các tôn giả, vị sa môn này chết mà vẫn ngồi, nay được sống lại. Này ác ma, vì lý do này tôn giả săn chí quá được xưng danh là săn chí quá, săn chí quá. Này ác ma, rồi ác ma đú xí nghĩ như sau: Ta không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiện pháp này, vậy này ta hãy nhập vào hàng bà la gia chủ và nói như sau: Hãy đến phỉ bán mẹ mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và vị và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các người, các vị ấy có thể đổi tâm. Và như vậy, ác ma đú xí mới có dịp để chi phối họ. 571. Khi mà muốn chi phối đệ tử Phật bằng chướng nghịch được kể thế nào? Bằng cách xui khiến các gia chủ phỉ báng, quấy nhiễu chư tỳ kheo. Ác ma đú xí nghĩ như sau: Ta không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiện pháp này, vậy nay ta hãy nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và nói như sau: Hãy đến phỉ báng mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiện pháp. Do bị phỉ báng để các thể đổi tâm là như vậy, ác ma đú xí mới có dịp để chi phối họ. Rồi này ác ma đú xí nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và phỉ báng mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh như sau: Những kẻ chọc đầu sa môn, giả hiệu tiện nô, hắc nô, sanh tử gót chân này, họ nói: Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con cú đậu trên cành cây, khi đang rình chuột, tu thiền, mê thiền, si dại, cũng vậy. Những kẻ chọc đầu sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tử giới, gót chân này. Chúng nói: Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền. Và với hai vai thụt xuống, với cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Này ác ma, lúc bấy giờ phần lớn những người ấy sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn, các cú sằng thá, bậc A-la-hán chánh đẳng giác gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo,
Những bà la môn gia chủ bị ác ma đú xí nhập vào và nói: Hãy đến phỉ báng mạ lị, thống trách và nhiễu hại các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh, do bị phỉ báng mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các người. Các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ma đú xí mới có dịp để chi phối họ. Này các tỳ kheo, hãy đến biến mạng một phương với hai, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cũng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba. Thứ tư như vậy chánh đẳng giác khích như khuyến giáo như vậy đúng từ bi hỷ xả hóa giải nghịch duyên. 572 khi mà muốn chi phối đệ tử Phật bằng cám dỗ được kể ác ma tiền thân của tôn giả dùng miếng mồi danh lợi rồi Maradusi nghĩ như sau: Làm như vậy ta không thể biết chỗ đến hay chỗ kia đi của các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy ta hãy nhập vào các bà la môn gia chủ và nói như sau: Hãy tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy có thể đổi tâm và như vậy ác ma đú xí mới có dịp để chi phối họ. Ác ma đú xí nhập vào các bà la môn gia chủ và nói: Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỳ kheo có giới hạ thiện tánh. Những vị này được các người tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể, và như vậy ác ma đú xí mới có dịp để chi phối họ. Rồi ác ma, những bà la môn chủ bị ác xí xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các tỳ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này ác ma, sau một thời gian những vị này mạng chung và phần lớn sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên thú, thiên giới và đời này. Thế Tôn các cú săn tháp bậc A-la-hán chánh đẳng giác gọi các tỳ kheo. Tỳ kheo, các bà la môn gia chủ bị ác ma đú xí nhập và nói như sau: Tôn trọng, đảnh lễ, dường các tỳ kheo có giới hạnh và tánh. Những vị này được các người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, có thể đổi tâm và như vậy ác ma đú xí mới có dịp để. Này các tỳ kheo, các người hãy sống quán bất tịnh trên thân, quán tưởng nhàm chán món ăn, quán tưởng bất khả với tất cả thế gian, quán tánh vô thường đối với tất cả hành. Những tỳ kheo ấy được Thế Tôn các cú sanh thá khuyến khích như vậy, đi đến cây, đi đến các chỗ trống vắng, sống quán tánh bất tịnh trên thân, quán tưởng nhàm chán đối với các món ăn, quán tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh vô thường đối với cả hành. 573 khi mà muốn chi phối đệ tử Phật bằng bạo hành được kể thế nào, ác ma tiền thân của tôn giả đã thương đệ tử Phật. Thế Tôn các cú săn tháp bậc A La Hán chánh đẳng giác buổi sáng đắp y mai bát với tôn giả Vithura
là thị giả đi vào làng để khất thực. Ác ma đú xí nhặt một đứa trẻ cầm một hòn đá đánh trên đầu tôn giả Quy Thú Rá, khiến bể đầu. Rồi này ác ma, tôn giả Quy Thú Rá với đầu bị bể và với máu chảy vẫn đi sau lưng Thế Tôn Các Cú Săn Thá, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi này ác ma, Thế Tôn Các Cú Săn Thá, bậc A-la-hán chánh đẳng giác nhìn xung quanh với cái nhìn con voi chúa, suy nghĩ nhau. Thật vậy, ác ma đú xí, không biết sự vừa phải. Này ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì ác ma đú xí liền từ chỗ này, từ trần và sinh vào cõi địa ngục. Địa ngục ấy được ba tên gọi là sáu súc xứ địa ngục, thiết qua địa ngục, biệt họ khổ ngục. Rồi người giữ địa ngục đa và nói như sau: Này tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của ngươi, ngươi mới hiểu như sau: ta sẽ bị trụng nước sôi 1.000 năm ở địa ngục. Và ta, này ác ma, ta bị trụng nước sôi trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục, trải qua 1.000.000 năm trong đại địa ngục ấy. Ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Vukthani Má. Do vậy, này ác ma, thân của ta là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá. 574. Sau khi tôn giả nghiêm huấn ác ma bằng câu chuyện tiền thấp thì kết quả thế nào, ác ma đã biến mất. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tại Quyền Từ Bi giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con xin xuống mất. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia. Giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Apivade Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Sami Supatipanno Phakkavato Sāvaka Sangho Sangkhan Namāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh theo cầu ý tánh dương ân đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha gia. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh mà nghiêm muốn ác ma trong bộ kinh. Bài kinh 50. Thì như chúng ta biết là ở trong kinh đã được viết thế nào gọi là kinh hằng, là kinh gọi là nghiêm huấn ma, thì đó là bài viết đến chính như một kinh điên thiết để giấu giới cho ác ma. Cái ác ma này thì theo kinh thì chúng ta biết là chính là cháu của ngài, và ngài chính là sư cậu của ác ma. Thì kinh văn giả rằng thì một lần thì ngài đi Đức Phật ở Đức Mụ ngài một kiện liên ngài đi kinh hành, để đi kinh hành thì bị ác ma nó nhập vào và nó xin lỗi chứ nó nhập vào thân của ngài và đi vào bao tử của ngài, và ngài khiển trách nó, ngài bảo nó: ta đã biết ngươi, hãy đi ra, đừng có quấy phá như vậy. Thì ngài Mahamoggallana này là một vị thượng thủ thinh văn để nhất về thần thông của Đức Phật của chúng ta, tức là ngài như là một vị tướng quân. Thì trên cái tinh thần mà kinh văn thì đã nói chúng ta nghe đọc qua, và cũng như qua chánh kinh cũng vậy, từ gọi là cái chữ tây chân
do cao má mà chúng ta được nghe cái nãy sư phụ thầy siêu đã báo rồi, tức là đây là cái sự nhưng mà cái sự giấu cái quả can gián của hai nhóm tỳ kheo. Dạ. Thì Ngài Môn Ca La Ná là một vị thượng thủ thinh văn đệ nhất về thần thông của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì khi Ngài ở tại vườn Nai đó, giữa dân chúng Phật Giá và tại Sumanaragiri Maragiri cái rừng Phesakala Quán Nát, thì bây giờ ác ma mới khi Ngài đi kinh hành thì ác ma mới nhập vào thân của ông, đi vào thân của Ngài và đi vào vô tử của Ngài để quậy phá. Thì Ngài đã nói cho ác ma đó như chúng ta giờ như vừa chúng ta đã nghe qua cái kinh văn đã đọc. Thì bây giờ ở đây thì hỏi rằng với ma tôn giả Ma Mô Ca La Ná là nhân vật như thế nào. Thì kính thưa quý vị, thì Ngài là một vị thượng thủ thinh văn. Thực ra thì theo cái kinh của Bắc truyền thì người ta nói Ngài là một đại hiếu một kiền niên Bồ Tát để vào địa ngục để cứu mẹ. Trong kinh văn có thể không có, nhưng Ngài là một người, là một vị đệ nhất về thần thông, nhiều lần quả thật như vậy đi ra vào ở cái cảnh giới của địa ngục. Và cái ác nghiệp mà Ngài đã tạo đời trước rất là nặng nề. Có lẽ vì nếu chúng ta nói Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát thì chúng ta nghe nó rất là như lời Thượng Tổ Yết Đẳng đã giới thiệu đó, thì như vậy thì cho nó nhẹ nhàng. Chứ sự thật ra thì kể lại cái tiền tích của chính Ngài là chính Ngài Một Kiền Liên là người gia giết mẹ, từ tiền thân để giết cha giết mẹ. Nhưng kinh Bắc truyền thì không có nói cái điều đó. Nhưng kinh Bắc truyền vậy dựng lên một cái mục niên thanh đề, tức là vào địa ngục để cứu mẹ, thì cho thấy mẹ như vậy và khóc lóc, thì không hoàn toàn không có trong kinh văn, thì không có cái kinh hiếu đấy. Mà nếu như nó gọi đại hiếu thì chúng ta phải xét lại lắm, thì các pháp thiện đều đứng đầu. Mà nếu như là kiếp chót ấy, thì gọi là vị ấy có hiếu cũng đúng. Nhưng nếu mà gọi là tiền thân thì Ngài là một người đại bất hiếu. Bởi vì giết cha giết mẹ đầu tiên thì là một người thanh niên hết sức là chăm chỉ và có hiếu với cha với mẹ. Và sau đó cha mẹ mình Ngài mới khuyên Ngài nên lấy vợ. Và chính bắt đầu cuối cùng thì vâng lời mẹ, cha mẹ lấy vợ, và cuối cùng lấy vợ đó thì cái người vợ này mới sanh cái lòng bất mãn với cha mẹ chồng của mình, và nhiều lần bắt đầu nói ra nói vào và làm cho ngài một tiền thân của Ngài Một Kiền Liên mới chao đảo, và cuối cùng với cái ác tâm đi đến giết cha mẹ. Giết cha mẹ mà ở trong kinh văn có kể lại nữa là phải nói rằng là cha mẹ biết như vậy, cha mẹ có khuyên, nhưng điều chính như Ngài Một Kiền Liên lúc đó đó sợ là cha mẹ mình chưa chết thật thì mới làm cố tình làm cho cha mẹ chết, cho nên cái quả báo nó rất là lớn, mà Ngài bị đọa vào cái địa ngục rất là lâu dài. Và cái bản kinh hôm nay thì chúng ta được đọc được nghe đó, thì chính là Ác Ma Đu Si tiền thân chính Ngài Một Kiền Liên, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì cái kinh mà huấn ma, tức là nghiêm huấn và giấu, thì ở đây chúng ta thấy nếu mà gọi là để mà Ngài Một Kiền Liên là một người mà chúng ta gọi là Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát thì không được, mà Ngài đã là thánh rồi, Ngài đã thánh rồi. Còn nếu như là Bồ Tát Một Kiền Liên thì cái điều này phải xét lại, nó không phải là hiếu nữa, mà Ngài rất là bất hiếu. Thì ở đây chính là một sự dị biệt ở trong cái bản kinh, trong cái giữa cái
cái kinh Đại Thừa và cái kinh Phật Giáo Nguyên Thủy là như vậy. Và đặc biệt là Phật Giáo Bắc Truyền, cái này là hoàn toàn không có chơi trong kinh tạng, không có trong cái gọi là chúng ta gọi là tam tạng kinh điển. Và cái đó được người sau coi như thiêu dệt lên, và nhất là ở bên Trung Quốc, đã tạo thành một cái tuồng tích của Mục Liên Thanh Đề, và nó đã giáo truyền cho phải nói Phật cái tinh thần giáo lý nhà Phật mà của Phật giáo ở phía Bắc rất là lớn ở trong cái tinh thần mà hiếu thảo này, và cũng như là lấy một kiện liên ra. Thì hai quan điểm này thì nó rất là khác, mà giữa hai cái nền kinh tạng rất là lớn. Thì ở đây gọi là cái sự liên hệ của Ngài Mục Kiền Liên và Ác Ma nó như thế nào. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài kể là Ngài tiền thân xa xưa, Ngài là Ác Ma Đu Si, và chỉ có Ngài là Ca Lý, và có một người con. Một người con đó chính là Ác Ma hiện tại đang quậy phá đây. Thì Ngài kể lại, nói cho Ác Ma nghe. Thì Ác Ma mới suy nghĩ, ta đi vào, ta quậy ta phá như vậy, mà vị thầy đạo sư này chưa có thấy, chưa có biết, mà tại sao người đệ tử này biết và thấy. Sự thật ra thì làm sao mà không qua, làm sao mà qua mặt được Đức Phật được. Những điều mà ở đây không nói lên qua Phật, mà nó chỉ nói Như Lai thôi, đệ tử Như Lai và đệ tử của Như Lai, không qua được đệ tử của Như Lai nữa, chứ làm sao mà Đức Phật nghe mà không biết. Và nhiều lần ở trong cái kinh văn ấy, chúng ta biết là khi mà hàng ma phục chúng, chúng ta gọi là hàng ma, hoặc là thì Đức Phật ngày thường khởi tâm hướng tâm đến Ngài Mục Kiền Liên, bởi Ngài Mục Kiền Liên tiền thân Ngài là Ác Ma Đu Si, trên cái bài nào mà của ác ma mà nó quậy phá đó, thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài sức trận, người ta hiểu bài của các ngươi quá. Cũng như người cháu này, ác ma này là người cháu của Ngài, thì Ngài nói chính ta là cậu của ngươi đây, chính ta là vai là cha chú cậu gì của ngươi, cho nên ngươi đừng có quậy phá, ngươi hãy ra đi, đừng có làm như thế. Và thế là Đức Ngài Mục Kiền Liên mới kể lại, Ngài mới nói lại cái thở quá khứ của chính Ngài là một ác ma Đu Si, nhiều lần đã quậy phá, nhiều lần đã gây cái sự phiền hại đến các vị đệ tử của Phật Các Quốc Sanh Thá, là Cổ Na Hàm. Đức Phật Các Quốc Sanh Thá này cũng là một vị chánh đẳng chánh giác, thì có hai vị đệ tử tên là Quý Thố Ráo và Sanjaya, đấy là hai bậc mà chúng ta gọi là thượng thủ thanh văn, như là Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đương thời. Thì Ngài Quý Thố Ráo như là một cái vị chúng ta gọi là như tương đương như Ngài Xá Lợi Phất và Sanjaya, như là Ngài Mục Kiền Liên như vậy đó. Thì Ngài Quý Thố Ráo là một vị biển đặc biệt. Còn Tôn giả Sanjaya thì là vị đi rừng, đi dưới gốc cây. Ngài thích tu tập diệt thọ tưởng định. Thì đối với các ngài xuất nhập tự tại, nó không khó khăn gì hết. Thì mới kể lại cái tiền sự thời xưa, khi mà Tôn giả Sanjaya tức là như là một, tức là ngài đệ tử của Đức Phật Các Quốc Sanh Thá, thì đó đệ nhất về thần thông, đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông. Biết Thu Ra đệ nhất về trí tuệ thuyết pháp, và ngài Sanjaya đệ nhất về thần thông. Thì ác ma đó, khi đó ngài nhập dự thọ tưởng định, thì ác ma mới xua khiến cái tâm của những đứa trẻ đó. Dự thọ tưởng định thì tâm của các vị thánh này nó như là một, chúng ta tạm gọi như là một xác chết trơ trơ bất động. Thì ác ma mới khiến cho cái tâm của những người chăn bò, của những kẻ mục đồng tưởng nó là chết mới là quả thiêu ngài. Nhưng có một điều đặc biệt là đối với cái vị mà chứng diệt thọ tưởng định thì lửa thiêu không có thể được, mà nước không có thể cuốn trôi được, và không có một hình thức gì mà có thể làm gì hại được khi mà một vị thánh đệ tử mà nhập thiền diệt thọ tưởng định. Không thể nào mà có thể làm
thân của Ngài có thể bốc cháy như là ở đây chúng ta nhớ là các đứa trẻ hay các cái mục đồng đó, nó gom các cái củi khô lại nó đốt lên, thì nó nghĩ rằng là Ngài đã chết, vị này đã chết, nhưng sáng ngày hôm sau thì vị này chỉ phủ xuống thôi, phủ những cái tro bụi đó thôi, hoàn toàn không thể cháy vào cái thân Ngài được, và Ngài tiếp tục đi bát. Thì nó giật mình, ôi vị này hôm qua đã thiêu rồi, nay đi bát như vậy thì đây là chống lại rồi, thì rất là hoang mang ở trong thành. Thì khi đọc đến đây chúng ta mới thấy rằng ác ma, mà đặc biệt ác ma Đu Si, tức là cậu của, tức Ngài Phụ Kiền Liên ở xưa, và ngày hôm nay ác ma này là cháu Ngài nhập vào để phá Ngài, thì Ngài mới kể lại cho nghe. Cái việc mà chúng tôi vừa trình bày mới kể lại cho nghe. Thì sau khi đứa trẻ đó, chắc cái đứa trẻ nó thấy như vậy, thì nó mới giật mình. Ủa, tại hôm qua đã thiêu mà giờ vị ấy không chết, thì chắc chắn là vị ấy đã sống lại. Và khi sống lại như vậy thì nó có một sự thắc mắc rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, khi ác ma Đu Si suy nghĩ như vậy thì vẫn chưa làm được cái gì. Thì bây giờ Ngài mới nhập vào các cái gia chủ, mới bằng những cái lời mắng nhiếc thậm tệ đến các thầy tỳ kheo, đến những người tu. Mà khi cái sự nhắn mắng nhiếc như vậy, thậm tệ như vậy cũng không có một cái sự tốt đẹp gì. Thì bắt đầu quay qua để mà tán thán, để mà dụ dỗ. Nghĩ rằng là bây giờ dùng cái lời mắng nhiếc không làm sao động, thì bây giờ phải dùng cái chúng ta gọi chỉ là như một cái lời khen, như là cái danh lợi để mà dụ dỗ các ngài, để cho các ngài siêu lòng, mới khiến cho các cái tâm của các người đàn na tín thí đến lễ cúng dường tôn sưng. Thì những lời kia là những lời ác khẩu rất là nặng nề, ở đây là những lời tôn sưng hết sức và tốt đẹp. Những điều khi đó Đức Phật các quốc sanh thá biết là ác ma Đu Si đã quậy phá, mới khuyên các người đệ tử hãy nhập vào của từ tâm, biến mãn các phương trên, ngay cả phương trên phương dưới có bị dao động về cái lời hay khen tiếng chê của ác ma. Ác ma nó khen chê là chuyện của ác, các ngươi không có bị sao động mà an trú từ tâm, an trú hỷ tâm, an trú xả tâm. Thực khi cái sự an trú đó một cách căn bản mà Đức Phật Ngài khuyên, hay hoặc là các ngươi phải có một cái gì các hương, các hướng cũng như thế, phương thứ nhất, phương thứ hai, phương thứ ba, rồi khắp cùng, bề ngang, dưới, trên, dưới, khắp vô biên, và an trú biến mãn với tâm câu hành, câu hành với xã quảng đại vô biên, không hận không sân. Đức Phật cũng sẽ thay dạy những người đệ tử như vậy, và Ngài khuyến khích chỉ dạy những người đệ tử như vậy, chứ đừng có với cái tâm bực bội khó chịu. Nên dùng cái tâm từ tâm, nên dùng cái bi tâm để xóa bỏ, để xóa đi những nghịch cảnh, những nghịch duyên của chính họ đang mang. Đây là một điều mà chúng ta thấy ác ma Đu Si cố tình quậy phá, nhưng phải nói khi có Phật ở đó thì không thể nào mà có thể dụ dỗ được. Giờ rồi cái sự khó, nó khó nghe, cái hành động khó, hành động mà làm mà trong cái vô tình, để cho ma, để cho những người này không hiểu được, cho nên có thể mới là dẫn dắt, mới là chỉnh đốn lại cho các vị này. Nhưng ở đây, kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài khuyên hãy đừng vì ác ma chê mà buồn, mà cũng đừng vì ác ma tán thưởng mà ở đó tăng thượng mạng, hay là khởi lên cái lòng ngã mạn chấp si là chúng ta đau khổ. Và tuyệt vời ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài chỉ dạy cho những người đệ tử của chính Ngài phải tu tập biến mãn các phương, biến mãn các phương. Quý vị biết
cái năng lực của Brahma Vihara hay là kinh từ hay là cái tu tập về từ tâm nó rất là lớn. Mà khi nó rất lớn như vậy, khi nó lớn như vậy, kính thưa quý vị, nó có thể xua tan được những cái điều người ta chuẩn bị hại mình, hay những điều mà chúng ta, người ta ngay cả người ta thuốc độc bỏ thuốc mình, hay người ta hại mình bằng bùa chú, bằng bằng những cái gươm đao đạn dược gì vân, thì cái từ tâm này, cái từ tâm này, cái tâm đúng đắn này, nó như là một phương lương, phương thuốc dịu dược. Thì kính thưa quý vị, khi đó ma lại nhập vào, cái loại ác ma nhập vào những cái hội chúng để khuyến khích cho họ lễ bái, họ cúng dường, nhằm tạo nhiều cái lợi. Đi từ cái lợi này, ác ma nghĩ ra ác ma sẽ dễ dụ, sẽ dễ chiêu dụ các người đệ tử. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kinh văn chúng ta hiểu, thì những lời mà khen chợ, khen dở, chê hay vân vân, khen chê đó đó, thì không thể làm dao động được tâm của một vị thánh, tâm của một vị tứ hòa. Các ngài không còn phiền não, không còn cái sự khen, không còn cái sự chê. Hết ra cũng là một người thực nghiệm hiểu biết Phật pháp, tu tập một cách căn bản. Thì thời những người đó, người ta sẽ không có bị, sẽ không bị ảnh hưởng là cái lời khen, cái lời chê, lời ta thán xa gần, vì ấy không quan tâm. Và ở đó chính Đức Phật ngài xác định, khi ngài cũng các cú sanh thá biết được rằng ác ma Dusi đang quậy phá những người đệ tử, khuyên những người đệ tử nên tu cái từ tâm, nên nô tu hỷ tâm, nên tu xả tâm, từ tâm bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Nhưng ác ma Dusi vẫn còn quậy phá nữa, và ngài dạy các thầy tỳ kheo phải tu tập. Ở đây chúng ta thấy tu tập về cái gì? Tu tập về về quán, tu tập về cái quán thân bất tịnh ở trên thân, biết quán tưởng khi mà thọ dụng, tức là các món ăn, biết mặt, biết biết quán nó nhồng nhoàm, nó dơ như thế nào khi mà đụng vào thân của mình, khi vào khi mà vật thực, chú sứ, thuốc men, y phục gì khi mà vào thân này thì nó đều là bất tịnh. Hay ước mong cầu muốn ở đời này nó vốn là nó vô thường, nó vốn nó khổ não, nó vốn nó vô ngã. Hay ở một cách căn bản, tức là cái gì, quán như vậy để không có chấp ngã, vì ấy từ cái chỗ mà biết si quán như vậy, biết sự tu mệnh, bởi vì đi đến những cái cội cây hay các cái chỗ trống vắng, tức là ở trong rừng hay là cái nơi nhà quan mộ địa, mà vì ấy quán tánh vô thường của các hành, thì sắp bê sân kha ra anicca, tất cả pháp hành là vô thường, sắp bê sân kha ra đúc kha, các pháp hành là khổ não. Và cuối cùng thì ngài mới dạy nó chính là cái gì, các pháp nó có tánh nó vô thường, có tánh nó đổi thay. Và khi cái tánh nó vô thường, nó đổi thay như vậy, thì nó phải có sự đổi thay. Cho nên không có gì mà trường tồn bất biến cả, mà tất cả dạng pháp nó theo cái vô thường mà nó lăn và nó chuyển. Từ tất cả mọi chuyện vì như thế, nó cũng đều là vô thường. Thì chúng ta thấy, theo kinh văn giảng giải thì Đức Phật khuyên như vậy, nhưng được Ác Ma Dusi đập vào những đứa trẻ để đánh vào đầu của ngài, của ngài Vithura, tức đệ tử của Phật Các Quốc Sanh Thá, đánh vào đầu cho đến chảy máu. Nhưng Đức Phật ngài nhìn, ngài hiểu biết được, ngài biết được, và ngài biết rằng Ác Ma Dusi đã đang thấy những người đệ tử của ngài đang bị đau khổ như vậy. Và lúc đó ngài nhắc Ác Ma Dusi, hãy nhớ cẩn thận, đừng có làm những cái việc ác, đừng có làm những cái việc như vậy. Khi đang bị tôn giả Vithura, khi đang bị chảy máu, khi đang bị cái sự đau nhức như vậy, nhưng cũng đã đang đi bên bên kề bên của tôn giả Các Quốc Sanh Thá,
Thì ngay lúc đó, Akmadusi, Đức Phật ngài khuyên nhủ cho Akmadusi, ngài mới giáo với Akmadusi, thì Akmadusi cũng chấm dứt cái mạng sống ngay khi đó và sanh vào khổ giới địa ngục lâu dài cả ngàn năm. Và khi sanh lại đó thì nó như là một cọc sắt vậy đó, như là những đứa trẻ mà nó cầm hòn đá đánh đập vào khiến ngài bể đầu. Và khi bể như vậy thì về sau ngài bị những cái cọc sắt nó đâm và nó chọc ngay cái đầu của ngài. Và nhiều lần ở trong kiếp quá khứ, nhiều lần ở trong cuộc đời, ngài bị cái sự nung nấu, ngài bị một cái sự trầm kha ở trong con đường sanh tử, nhất là địa ngục bạc sanh, Atula và ngạ quỷ, bị lâu dài trong cõi địa ngục, thật là lâu dài. Vì chính vì vậy cho nên Đức Phật ngày một cái liên nguyện nói với Ác Ma: này Ác Ma, ta nói cho ngươi nghe như vậy, ta hiểu, ta biết hết, chứ không phải hiểu ta không biết. Và quý vị biết sanh vào cái địa ngục nó cực kỳ thống khổ, cực kỳ đau khổ. Mà trong kinh văn á, dạ, nó dạy đó, thấy đó, à, tức địa ngục gọi là địa ngục thiết quả địa, hay là sáu súc xứ địa ngục vân vân. Tức là những cái địa ngục này cảm thọ những cái sự thống thiết đau khổ của thân và tâm, và đặc biệt là thân. Nó nung nấu, nó cháy, mà chúng ta gọi tạm gọi, tức là theo tiếng tiếng chúng ta nói làm ác quá coi chừng nằm giữa chảo dầu. Nằm giữa chảo dầu ở đây có nghĩa là ngay cái chỗ mà nó nóng bức nhất, đau khổ nhất là như vậy. Thì kính thưa quý vị, khi mà Akmadusi sau khi sanh lại thì cuối cùng thì cũng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, tức là ngài Mục Kiền Liên này, và ngài nói cho người cháu của ngài. Thì chúng ta biết là cái tuổi thọ của chư thiên nó cũng lâu, mà của ác đai nó cũng lâu, chứ không phải là cái chuyện mà như là chuyện hôm qua mà chúng ta hôm nay chúng ta tiếp thụ và chúng ta nói đâu, mà chính là chuyện của hôm qua, vẫn là của hôm qua như thở nào. Giờ rồi thì Akmadusi sau khi chết tái sanh vào địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, và cuối cùng thì gặp cái quả nó cũng trả, tức là Akmadusi này gặp một người cháu của mình, bây giờ thiện thân chính là người Mục Kiền Liên của Akmadusi đó, đã nói cho người cháu: ta là cậu của ngươi, ta là huyết thuộc của ngươi, và trước kia ta đã bị như vậy, kể là một cái hành trạng đã đi qua của chính ngài để nhằm huấn thị, nghiêm huấn cho Akmadusi cháu này đừng có làm như vậy, đó là sai lầm, đó là không tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, cái mà chúng ta gọi là cái nghiêm huấn ma nó là như vậy. Và ở đây một lần nữa xin nhắc lại là ngài Mục Kiền Liên, trên kinh văn Phật giáo Nguyên Thủy thì không có nói gì liên hệ đến bà Mục Liên cả, bà Thánh Đề gì cả, mà đó chỉ là nói lên một người hiếu, một người có hiếu. Thì một người có hiếu thì không riêng gì ngài Mục Kiền Liên có hiếu, ngài Xá Lợi Phất cũng có hiếu, ngài A Nan, ngài Ca Diếp hay vân vân, hay tất cả những ai có mẹ đều là những người đã đang có hiếu các vị thánh. Thì các ngài cái hiếu các ngài nó cao cả. Thì cho huê thì chỉ riêng ngài Mục Kiền Liên, và ngay khi đó thì kính thưa quý vị, ác ma đã biến mất tại chỗ. Thì như chúng tôi đã nói, cho nên chúng ta gọi là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thì xin xác định, nếu là gọi là Bồ Tát trong tiền thân, trong quá khứ, thì ngài là một người bất hiếu. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Và chúng tôi nhớ trong cái tích truyện của Mục Kiền Liên á, khi mà về kiếp cuối cùng á, ngài bị cái bị cướp nó đi vào thất của ngài, bắt đầu nó mới bầm ngài ra bầm như tương, chúng ta gọi là giết chết, ngoại đạo giết chết bầm như tương. Thì ngài mới quá hiện thân, ngài ráp cái thân lại, và nhiều lần như vậy, nhưng cuối cùng ngài thấy cái nghiệp quả của ngài nó quá lớn, và để ngài tùy theo cho cái duyên của nghiệp quả, giờ bắt đầu ngài niết bàn. Thì chúng tôi nhớ hồi lúc mà rất là nhỏ đã đọc cái câu chuyện này, và khi đó nó coi như là kẻ ngoại đạo nó đã bầm, bởi vì ngoại đạo nó ghét ngài lắm,
Bởi vì Ngài có đầy đủ cái thần lực, Ngài hiểu biết được hết cái tâm ý của họ, và Ngài nếu mà Ngài muốn thi diễn thì có ai mà bằng một cái thần lực của chính Ngài, đệ nhất về thần thông mà. Mahamogala đệ nhất về thần thông. Và chính vì đệ nhất về thần thông cho nên có nghĩa là tự thân của Ngài, Ngài muốn như thế nào, coi như là thần túc thông, tha tâm thông, hoặc là đậu tận thông rồi, thì các cái thông còn lại đó là chuyện rất là nhẹ nhàng. Cho nên ác ma này có làm như thế nào không bay qua khỏi, coi như ta thuộc bài quá rồi, ta biết ta là cậu của ngươi, ta là thầy của ngươi mà, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái ưu việt của Ngài Mục Kiền Liên về đệ nhất thần thông. Và chúng ta cũng nhớ cái khuyết về trong tiền thân của chính Ngài, là Ngài là người đã giết cha giết mẹ. Chỉ cha giết mẹ một cách đầu tiên, tức là thì đầu tiên cưới vợ xong rồi vợ đầu mới mưa dầm thấm đất tách ly cái tình cảm của mẹ con ra. Và thế là một ngày một Kiền Liên cũng quán tra trách mẹ và đưa cha mẹ đến cái chỗ chết, trong rừng sâu, chở vô rừng sâu bỏ cha mẹ ở đó, thì cha mẹ mới biết được và mới báo cho người con của mình đừng có làm như vậy, bởi vì nghĩ rằng cha mẹ còn như vậy thì sợ người ta phát hiện, quay lại cố tình mà giết cha mẹ luôn, coi như bịt đầu mối luôn, coi như là không còn tiếng rên tiếng la gì nữa. Thì cái ác nghiệp đó mà Ngài phải trả quả ở trong địa ngục rất là lâu dài, và ngay cả cái hành động mà khiến cho bá gia bá tánh, khiến cho cái dân chúng mà chửi bới mắng nhiếc hay là mạ lị rồi hay là tán thán, cái sự tán thán này chả phải là tốt lành gì, để là một miếng ngồi, là một miếng dục tầm cầu cho các tỳ kheo, để mà ác ma đu si có thể xây chuyển tâm. Nhưng quả thật nó không được như vậy, mà được cái sự bảo hộ từ cái phương diện che chở của Đức Phật các cố sanh thá, Ngài đã chỉ thẳng trong ác ma đu si là như thế. Cuối cùng ác ma đu si chết và sanh vào địa ngục, còn ở đây ác ma này biến mất tại chỗ trước mặt Ngài Mục Kiền Liên, khi Ngài xác định rõ là ta đã từng trải qua, đã từng làm ác như vậy, đã từng gây nên những cái đau khổ cho chúng sinh như vậy, cho ta đã từng khởi lên tâm ác như vậy, và ngươi không nên như vậy. Ta đã biết, ta đã thấy ngươi vào, ngươi hãy đi ra đi. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái một bài thiện ý. Bởi bài kinh hôm nay thì nói khi qua là cái sự thị đối với ma vương, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà nó sắc và tốt đẹp hơn nữa, chúng ta sẽ nghe tăng quý ngài sẽ thảo luận và giải thích nó được tốt đẹp. Kính chấm dứt thời gian thức nơi đây, đến khi những lời kính nhân Phật Phước Lành đến trời đến thức Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hội để chánh pháp, và kính nhân Phước Lành đến các vị chư thần chư thiên ở tại Quảng Nghiêm, cũng như các vị chân linh ký linh nơi đây, và kính dân đến sư huynh tề lực đến thân bằng nguyên thuộc ông bà cha mẹ các bậc thầy tổ, mong tất cả được an lạc được tánh hóa. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khà Giá, và chúng con kính cung tỉnh thường lễ chấp đẳng quay trở lại cho điều hợp luôn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa xuống kính chân Thượng Tọa Thượng Viện. Bạch Thượng Tọa Thượng Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Siêu nghe được sự trình, Thượng Tọa hoan hỷ. Bạch Thượng Tọa Thượng Siêu, ở trong câu chuyện của bài kinh này, thì Ác Ma Đu Si đã từng làm một việc, đó là tác động những người gia chủ để chửi mắng đệ tử của Đức Thế Tôn Ca Cú Sanh Thá. Và ở trong kinh đó, cũng theo lời thuật lời của Ngài Mục Kiền Liên, thì các gia chủ sau khi làm như vậy thì bị sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì ở đây chúng ta có một câu hỏi đặt ra rằng, khi mà mình làm ác mà do tác động của người khác, hay là do
gọi là ma xui quỷ dục, do sự xui khiến của ma quỷ, thì cái quả nghiệp như thế nào? Mà ngược lại khi mà mình làm thiện á, mà do sự tác động của người khác hay là do sự xui khiến người khác á, thì cái quả của thiện nghiệp nó có hay không? Xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ giảng về điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Thầy, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, người đời họ thường nói khi mà một người bị quan ma quỷ nhập đó, thì mỗi cái lời nói hay hành động của người đó là do con ma nó nói nó làm, chứ không phải là do cái người, do người đó làm. Đó là theo cái cách nói của người đời, vì họ không biết. Bởi vì ở đây chúng ta nên hiểu như thế này: danh và sắc ở trong một cái gọi là tập phào quá, trong một cái tư thể của chúng sanh vốn không có tách ra được. Cho nên cái chuyện mà ma quỷ nhập không phải là nhập vô rồi làm mất tâm của người đó, rồi để cái tâm của đó, nó khiến cho nó sử dụng cái tay, cái chân, cái tay của người đó cầm một đá ném vào. Mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là khi tâm của một người họ mùi lược, dễ bị sai khiến xúi dục, thì dù cho bị tác động, nhưng mà lúc làm thì cũng là chetana, là hành quấn. Tạo nghiệp. Chỉ có điều là làm hữu trợ sasankhara căn, sasankhara căn hay là asankharikam, là hữu trợ hoặc vô trợ thôi. Nhưng ở đây đó, như ở đây chúng ta thấy rõ ràng là tôn giả Mahamoggallana ngài đã thuật lại là cái việc mà những người do ác ma Dusi xúi dục làm cái việc ác như là mắng chửi phỉ báng chư tỳ kheo đệ tử Phật Cấu Cú Sa Thá, thì những người đó sau khi mệnh trung, một số người đó sau khi mệnh trung bị sanh xuống ác thú đọa xứ địa ngục.
Rồi một số người sau đó bị ác ma xúi dục, có sự cung kính, tán thán và cúng dường đến các vị tỳ kheo. Và số người đó sau khi mình chung cũng được sanh về cõi trời. Rõ ràng là ở đây dầu cho bị động, nhưng mà những người đó khi họ làm thì họ cũng có cái chủ tâm hành động thiện hay là bất thiện, thuộc về Kusala Chetana hay Akusala Chetana, nó vẫn vẫn tác động như thường, vẫn tác động như thường, vẫn có bị quả như thường. Ở đây trừ trường hợp là một người điên loạn, Ummataka, một người điên loạn. Khi một người điên loạn họ không có tự chủ được, nghĩa là các thần kinh bị xáo trộn, thì khi mà họ không có tự chủ được, không kiểm soát được bản thân, thì lúc đó họ nói bậy nói bạ hay là họ có hành động quấy ác như thế nào thì cái chuyện đó là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà cái chuyện mà bị xúi dục để mà làm đó, thì trong trường hợp này đương nhiên là nó sẽ tạo ra cái quả. Quả gì thôi? Nếu mà bị được xúi dục làm thiện hay là bị xúi dục làm ác, thì hành động đó, hành động thiện nó vẫn có phước, và hành động ác nó vẫn có quả sống như thường. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thảo luận số 1. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu kính thưa thượng tọa thượng sư, ở bậc thượng tọa thượng sư thượng tọa quốc khí, thực ý là ở đây khi mà ác ma muốn quấy phá chư tỳ kheo đệ tử Phật thì đầu tiên là tạo ra nhiều cái nghịch duyên, khiến cho những người gia chủ chửi mắng cái đệ tử Phật, rồi không được, rồi mới tạo ra cái chuyện mà thuận duyên là danh lợi cung kính lợi đắc để mà chi phối tâm các vị tỳ kheo. Thì khi mà tạo ra cung kính lời đắc thì Đức Phật ngài dạy quán về vô thường. Thì bạch thượng tọa đại sư, có người nói rằng mình quán về vô thường á giúp cho giảm thiểu tham, quán về khổ giảm thiểu sân, và quán về vô ngã là thắp sáng trí tuệ giảm thiểu si. Thì ba cái câu đó có đúng như vậy không, hay là mình có ý kiến gì khác? Xin thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Nam mô Bụt Thầy chứ. Cái vấn đề mà quán vô thường để vượt tham, quán khổ để vượt sân, quán vô ngã thì diệt si đó thưa quý vị. Cái đó là nói ở một cái khía cạnh nghe cho nó dễ hiểu,
nó cũng có một phần nào chứ không phải là hoàn toàn. Không phải là hoàn toàn. Vì sao vậy? Vì ở đây đó, người vẫn có Phật ngôn mà Đức Phật này dạy từ tâm giải thoát đề ra một lát. Nếu được tu tập thời sân tâm sẽ được đoạn trừ. Bi tâm giải thoát nếu được tu tập thời hận tâm sẽ được diệt trừ. Hỷ tâm giải thoát nếu được tu tập thời bất lạc tâm, tức là cái tâm bất mãn đó, nghĩa là tâm ganh tị, nó sẽ được đoạn trừ. Xả tâm giải thoát nếu được tu tập thời làm cho tham ái được đoạn trừ, vân vân. Thì ở đây đó, chúng ta nên hiểu là bất cứ trường hợp nào cũng có thể một pháp mà nên làm cho kết thúc phiền não. Thí dụ như nếu mà nói quán sự khổ đi diệt trừ sân, nếu chỉ có diệt trừ sân không đó, thì như vậy sao mà trong pháp cú kinh Đức Phật này dạy rằng sape sankhara dukkha ti yada panya yapasati athanipadati dukkhi esmaku sutya. Khi với trí tuệ quán thấy chư hành là khổ đau, sẽ im đi sự khổ, đó là con đường, đó là đạo, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ đưa đến Niết Bàn. Cũng giống như trong cái câu mà sape sankhara anicca ti yada panya yapasati, khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô ngã, ở các hành là vô thường, sẽ nhàm chán trong sổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Nghĩa là quán vô thường, quán khổ não, vô ngã gì thì cũng là esamaku suthiya hết, cũng là đạo lộ đưa đến Niết Bàn. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu như thế này. Nếu như mà chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn cái thân này là khổ khổ, trong trường hợp đó mình hiểu sân thì được. Bởi vì mình thấy tất cả cái gì cũng là khổ. Nhà giàu cũng khóc, người giàu họ cũng khổ, người nghèo cũng khổ, như vậy thôi. Giữ cái tâm bình thản bớt. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái khổ mà khổ do vô thường, khổ tâm tướng đó, thì cái khổ này nó là tới ba khổ lực, tức là khổ khổ đúc khá đúc khác, như là tâm buồn bực, thân đau đớn. Còn thứ hai nữa, parena tất đúc khác, tức là hoại khổ. Hoại khổ ở đây là thọ khổ, cái gì là khổ, cái gì là lạc. Thì ở đây, ở trong cái trong một cái bài kinh Đại Phương Quảng, tôn giả Sariputta ngài trả lời cho tôn giả Mahakottita, thì đối với cảm thọ khổ khi mà thọ đó đang trụ, tức là đang còn tồn tại đó, đang còn đó, thì đó là khổ. Mà khi mà thọ đó mà đã biến mất thì gọi là lạc. Thọ khổ mà biến mất thì là lạc. Ngược lại, cái thọ lạc chi là khổ, chi là lạc.
thọ lạc khi mà nó đang trụ, đang tồn tại thì là lạc, mà nó bị biến mất là khổ, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu ở đây đó, một người mà quán thấy được cái sự khổ theo khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, cái đó là cái trí tuệ còn sâu sắc hơn nữa, chứ không phải là chỉ có giảm thiểu được sân đâu. Cho nên chúng ta nói một cách cho dễ hiểu đó, thì chúng ta nói có ba cái pháp quán để diệt trừ tham sân si, tam độc. Thì quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã, chúng ta nói một cách đại khái như thế để làm cái cơ sở cho hiểu như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ để hiểu thêm nữa, là nó có nhiều ngõ ngách, nó có nhiều cái ý nghĩa khác, chứ không phải chỉ đơn giản như vậy. Một người họ quán vô thường, họ vẫn giảm thiểu được sân, vẫn giảm thiểu được sân như thường. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy có pháp cú cho các vị tỳ kheo Sư Cô Sâm Bi, Ngài dạy cả trường hợp mà các vị tỳ kheo Cô Sâm Bi mà có sự tranh cãi, ấu đả với nhau, chia rẽ với nhau, Đức Phật nói những người không hiểu biết, chúng ta đây bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy, tranh luận được lắng êm. Thì như vậy rõ ràng là khi mà mình thường xuyên quán thấy là có cái thân ngũ uẩn này, nó phải vô thường biến hoại, vô thường biến hoại, thân này rồi đây cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Khi mà quán thấy cái sự vô thường như vậy đó, một là không còn cái sự ham muốn trong danh lợi, đó là diệt, là giảm thiểu tham. Không còn ham muốn tranh luận, cãi vã, xung đột, gây gỗ nữa. Thì vậy là quán vô thường cũng giảm được sân. Mà khi có trí tuệ mà quán thấy vô thường như vậy đó, đây là một thứ tuệ Vipassana nhàn á, thì vậy cũng là làm cho si được giảm thiểu. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta xét tới xét lui, chúng ta suy nghĩ nhiều trường hợp như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng câu nói mà chúng ta tạm gọi là câu nói theo Phật học đó, là quán vô thường có công năng giảm thiểu tham, quán khổ có công năng giảm thiểu sân, quán vô ngã có công năng giảm thiểu si. Thì ở trong trường hợp này, nếu có trong kinh điển thì đó là một cách nói ở một khía cạnh giúp cho người nghe. Đức Phật là thường thường thì Ngài cũng hay là ở chỗ này đối với người này thì Ngài dạy cái pháp môn này, đối với chỗ khác thì Ngài dạy pháp môn khác. Cho nên ở đây chúng ta cũng còn tùy, cũng còn tùy. Ở trong năm chi thiền chúng ta thấy là cái chi hỷ là đối trị được với sân, chi hỷ đối trị được sân, chi định đối trị được với tham. Chúng ta thấy rõ ràng. Thì ở đây đó, thì chúng ta học Phật pháp đó, thì chúng ta nên có cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà khi nào chúng ta suy nghĩ đối chiếu với kinh, so sánh với luật rồi, lúc đó chúng ta mới thọ trì, hay là chúng ta mới trình bày ra. Còn nếu mà chúng ta chỉ mới có thấy một khía cạnh thì chúng ta nên hạn chế. Bởi vì khi mà chúng ta trình bày khẳng định như vậy thì gặp những trường hợp khác, các vị khác
họ biết nhiều hơn thì trong trường hợp họ sẽ phản bác lại chúng ta. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu về Nam Mô Bổn Thầy. Sa thưa chương trình thưa tổ thầy siêu, bậc thưa tổ thầy siêu thì tổ quan hệ trả lời cho thêm một câu nữa, thỉnh thưa đi nghỉ. Ở trong trong bài kinh này có đề cập đến trong giám mục Kiền Liên á, ngài nói là ác ma chắc bốn là cháu của ngài, khi mà trong tiền thân ngài là ác ma Lucy thì là ngài có người chị là nữ ác ma Kali thì ở đây chúng ta nghe giống như là loài người chúng ta có liên hệ quyến thuộc, nhưng mà trong cái liên hệ quyến thuộc các loài quá sanh thì mình hiểu như thế nào? Xin thầy Tô Quang Hỷ nói rõ thêm một ít về điểm này, kính thỉnh thầy tòa. Nam Mô Bổn Thầy. Thực ra thì đối với các loại hóa sanh không có tình trạng là huyết thống do cha mẹ sanh, do ông bà sanh ra cha mẹ đó mới sanh ra người này, không phải. Ở loài người chúng ta về cái vấn đề mà huyết thống bà con thì nó có sự liên hệ theo cái sự sanh sản. Nhưng mà đối với các loài hóa sanh nha, thì họ có một cái quy luật. Thí dụ như ở chư thiên ở các cõi trời, ở trên cõi trời Đau Lợi có cái quy luật là hễ cái tòa lâu đài của một cái vị chư thiên, nếu như một cái chúng sanh nào mà quá sanh vào, họ hiện xuất hiện ở trong cái phòng ngủ của cái vị chư thiên đó thì gọi là làm vợ. Còn nếu mà xuất hiện ở trên bắc vế của vị chư thiên chủ nhân tòa lâu đài đó, là làm con. Mà xuất hiện ở trong cái khuôn viên của tòa lâu đài đó thì là người tùy tùng, vân vân, thì có cái sự phân định như vậy. Thì nếu đã có cái sự phân định tức là chư thiên các loài hóa sanh có lời phân định làm con hay là làm vợ, làm chồng hoặc là làm tùy tùng, thì có cái sự phân định đó. Thì từ đó khi mà loài người của chúng ta mà kể lại đó thì nó lại là chúng ta phải nói theo cái niêm luật của loài người
để cho hiểu. Thì tình trạng ác ma đu si và ác ma ngay trong hiện tại cái sống này đúng ra là giả xoa, là chắc khác là giả xoa. Mà lời giả xoa đó thưa quý vị thì họ cũng thuộc lỡ quá sanh giống như chư thiên vậy đó. Và họ cũng có cái quy luật, họ cũng có cái quy luật thiên đình. Thực ra thì ở đây trong chỗ này đó, chúng tôi thường thường khi mà giảng pháp, khi mà thuyết pháp chúng tôi ít có bàn đến. Thứ nhất là vì ở trong kinh không có cần Phật, không có điểm, không có chỗ nào mà nói rõ ràng như vậy. Mình chỉ nói theo cái sự suy đoán của mình, suy tư của mình. Ở trong kinh nói như vậy thì mình suy tư ra mà thôi, mình suy nghĩ ra thôi. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nhiều vấn đề đó, chúng ta không có cơ sở về chi pháp, không có cơ sở về những cái sự kiện, những cái dữ kiện, cho nên chúng ta khó nói lắm. Và cái thứ ba là chúng ta không muốn nói, vì rằng cho dù chúng ta biết, chúng ta sắp xếp, chúng ta kể lại câu chuyện đó thì cũng giống như là chúng ta kể chuyện đời xưa cho nghe vậy thôi. Nó cũng chẳng có cái lợi lạc gì cho cái việc tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta ít có bàn đến cái sự việc này. Nhưng mà vì trong cái câu thảo luận số 3 đó, hỏi rằng chúng ta hiểu gì về quan hệ quyến thuộc của một số loại hóa sanh, thì chúng tôi xin thưa rằng các loại hóa sanh nói là quý, liên hệ quyến thuộc đó, là do nơi cái sự chế định chứ không có phải là do nơi huyết thống sanh sản. Bởi vì các loài hóa sanh thì không có cái tình trạng mà huyết thống sanh sản như là lời noãn sanh thai sanh của chúng ở dưới cõi người của chúng ta. Ở trong cõi người chúng ta thì thai sanh, còn như các loài vạn sanh thì có noãn sanh. Thì trong trường hợp mới có phân định là cha, là mẹ, là con cái, hay là cháu chắt con, hoặc là cô dù, cô dì, chú bác, cậu mợ v.v. Thì chúng ta có cái sự phân định như vậy là vì theo cái huyết thống bên nội hay bên ngoài. Nhưng mà các loài hóa sanh thì họ chỉ quy định theo cái kiểu khác, như là các vị chư thiên họ sống ở rừng, có các vị chư pháp họ sống ở rừng. Rồi trong cái nói rằng là khi mà cái cội cây đốn thì những cái vị thiên đó họ mới bồng con để mà đi lánh nạn vân vân. Thì trong trường hợp đó thật ra đó là chúng tôi cũng chưa có cái cơ sở nào để chúng ta hiểu về vấn đề đó. Chúng tôi chưa có cơ sở thì chúng tôi hiểu vấn đề. Bởi vì để xây loài hóa sanh khi mà xuất hiện lên không có nhỏ, từ ở chỗ này sang cái thân bà mạng chung, nó hóa sanh là một vị thiên hay là một giả xoa, là một loài nhỏ quý trong trường hợp đó, hay là một vị chư thiên ở trên cõi trời, thì cái xuất hiện đó là một người trưởng thành, là một người trưởng thành giống như là một người nam hay một người nữ, một cậu thanh niên hay thanh nữ đã là 16 tuổi. Thì như vậy cũng có chuyện mà có con nhỏ. Cái trường hợp này chúng ta cũng lấy làm lạ. Nhưng mà ở đây khi mà chúng tôi nói ra vấn đề đó sẽ e rằng Thượng Tọa Giới Đẳng sẽ hỏi thêm cái câu đó. Cho nên chúng tôi chỉ nói là chúng tôi gặp ở trong kinh như vậy,
gặp ở trong kinh Bổn Sanh có nói đến vấn đề đó, nhưng mà cái chỗ này là chúng tôi không có, chúng tôi không có hoàn toàn, không có hoàn toàn tâm đắc với những cái vấn đề này, giống như là tâm đắc với thanh tịnh đạo, với ví dụ pháp hay với luật tạng, chúng tôi không có tâm đắc lắm. Bởi thế cho nên khi mà học tâm tạng kinh điển là chúng ta nên căn bản là học về ví dụ pháp và học luật tạng. Còn ở trong kinh tạng khi được nói nhiều những cái bài kinh quan trọng mình nói về chi pháp, về các cái pháp môn, thì cái đó là nó chắc chắn, bởi vì có sự liên hệ đến ví dụ pháp, liên hệ đến chi pháp rõ ràng. Còn như là những cái bài kinh mà được nói đến như kinh Bổn Sanh chẳng hạn, những cái câu chuyện đó thì thực ra thì khi mà nói như vậy chúng ta cũng khó có thể bắt, khó có thể hiểu được. Mà chắc có lẽ là vì có những chuyện trí tuệ của chúng ta không có thấu hậu. Các cái bậc đã giải thoát thì các cái chuyện đó các ngài cũng không có cần phải quan tâm, bởi vì các ngài biết hay không biết, nhưng mà các ngài cũng không có quan tâm, bởi vì nó không có hữu ích nhiều cho cái người nghe. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng về Nam Mô Bụt Thầy. Ăn tóc mà. Sa thú kính chức Thượng Tọa Quỳ Sư. Lệnh Thư Pháp Tính, Đệ Tính có mặt ở trước máy, bạn có nghe được không? Nếu Đệ Tính Pháp Tính nghe được, xin Đệ Tính Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dường như Đệ Tính Pháp Tính không nghe được. Thượng Tọa Tuy Quyền, Thượng Tọa còn ở trước máy không? Lần. Nếu Thượng Tọa Tuy Quyền còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tuy Quyền hay Đại Đức Pháp Tính, Tâm Pháp Tính có bị đầu có mặt ở trước máy không? Hình như là cả hai vị không có. Bạch Thượng Tọa Thừa Sư, Thượng Tọa có trở lại. Dạ, dạ kính thỉnh Thượng Tọa Thừa Sư. Bạch Thượng Tọa Thừa Sư, trong câu chuyện này chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị thánh nhân, là một vị đại thần thông, là một vị sa môn đầy quy lực mà ác ma quấy phá. Như vậy thì chúng ta là người bình thường, chúng ta có nên nói là sợ ma là một lý do, là một điều chánh đáng hay không? Chúng ta quan niệm về sao bực đi sợ ma, xin thỉnh Thượng Tọa Thừa Sư quan hỷ trở lại. Chúng tôi không hiểu sao mà các vị có mặt ở trong room mà các vị đi đâu mất không biết. Hồi nãy chúng tôi mới nói chuyện Pháp Tính để Đức Pháp Tính bàn trả lời. Bây giờ thì thôi, chúng tôi cũng phải cố gắng, vì hôm nay không có ai hết. Kính thưa quý vị, ma nó có nhiều hạng. Có cái dạng mà như là ma mà cháu của ác ma Đu Si á, như là trong bài kinh này, cái hạng đó là chỉ có những vị
đệ nhất về thần thông như tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Mục Liên á, thì ngài mới trị nổi, chứ còn gặp phàm phu của mình làm sao mà trị nổi. Cho do đó chúng ta cũng phải sợ, chúng ta phải sợ. Nhưng mà nói là nói như vậy thôi, chứ cỡ cái dạng mà ác ma thứ thiệt đó, ở dạng ác ma thứ thiệt đó, thì đối với mình là hạng cách riêu, chứ ác ma nó không cần ngó ngàng đến chi đâu. Cho nên chúng ta yên tâm, không có phá mình đâu. Còn cái hạng Atula bình thường mà chúng ta gọi là ma đó, cái hạng Atula bình thường như là cái hạng có hồn, họ chết rồi họ tái sanh làm Atula ở giấc vất vưởng ở chung quanh đó, tại ngã ba ngã tư đường, hay là sống ở rừng, ở họ sống ở dưới gốc cây đó, thì cái hạng đó thì chúng ta có đủ khả năng để mà chúng ta nhiếp phục họ. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, là vì ma bắt vào mặt người ta, mặt mình nào mét mét mà liền, mình không có đủ cái quy đức thì không thể nhiếp phục họ được đâu. Thường thì đệ tử của Đức Phật á, Đức Phật này có dạy cho nhiều cái công hạnh để mà chúng ta tạo quý đức mà có thể thuyết phục, có thể thắng phục được cái lời phi dương, lời ác ma. Như trong cái bài kinh Asanangchi, Trường Ngũ Kinh đó, thì Đức Trời Đức Thích, Đức Trời Thiên Vương cũng xuống bạch cũng giữ, có thể quấy rối hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà trong trường hợp đó, bạch Đức Thế Tôn, lúc bây giờ nếu mà các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ mà kêu gọi chúng con, thì trong trường hợp đó ác ma nó sẽ, các cái loại ma đó nó sẽ sợ, để dùng cái quy lực của các vị chư thiên lớn hơn để mà trị được nó. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo trong bài kinh Ngọn Cờ, khi nào có cái sự sợ hãi lông tóc dựng ngược, thì có niềm tin ở Phật Pháp, thì liền niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, Đức Tăng, thì lúc đó là cái sự sợ hãi đó nó sẽ tan biến, nó sẽ tan biến. Còn có một cách nữa là khi mà chúng ta sống ở một nơi nào đó, hay chúng ta đến một nơi xa lạ nào đó, một cái ngôi nhà quan hay là một khu rừng chẳng hạn, thì Đức Phật lại dạy chúng ta là trước khi đó hãy trú với tâm từ, gọi là metta brahmihara, để chúng ta an trú tâm từ với các loài chúng sanh ở đó, các chư thiên ở đó, mong những chúng sanh này được an lạc, thoát khỏi khổ đau. Nếu mà an trú tâm từ như vậy thì các cái phi nhân đó họ sẽ quan hỷ, họ sẽ ngộ trì mình, chứ họ không có quấy phá. Đó là mình an trú với tâm từ. Nhưng mà chúng ta nhớ, những vị tỳ kheo sống ở rừng đó, các vị đó mặc dầu giữ giới trang nghiêm, thì cái sự giữ giới đó là tạo nên một cái quy lực
mà các vị chư thiên ở cổ trời phân cấp. Nhưng mà đối với các cái hàng phi dơn ở trong rừng, ở dưới mặt đất á, những cái hàng phi dơn mà họ như vậy, mình nên dĩ hòa dĩ quý, là mình nên lấy tâm từ. Chứ còn các vị tỳ kheo sống ở đi đến rừng, mặc dù giữ giới thanh tịnh, nhưng mà các vị ngồi dưới đất, ngồi dưới gốc cây, các vị chư thiên nhẹ nhẹ đó, các vị chư thiên nhỏ nhỏ, các vị đó ở trên ngọn cây, các vị nóng nảy lắm, ở trên cao bị nóng nảy, các vị phải xuống đất hết. Cho nên sau đó các vị chư thiên này phải tìm cách để mà hù dọa, nhát sợ các vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo sợ quá cho nên bị phóng tâm tu hành không được, mới về bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật đã dạy cho cách mà an trú tâm từ ở trong bài kinh Metta Sutta đó, kinh Kali Yamatukasale. Thì như vậy đối chúng ta sợ là do chúng ta yếu tinh thần, nhưng mà một là chúng ta đối với các vị chư thiên đại thần lực đó, thì chúng ta nên dùng cái giới hạnh của mình để chúng ta cảm hóa họ. Còn đối với các hạng quá sanh mà ma quỷ mà thấp á, thì chúng ta nên dùng cái tâm từ, nên trú cái tâm từ để chúng ta cảm hóa họ. Nhưng mà đối cùng á, thì người Phật tử chúng ta phải tu tập như thế này để chúng ta không có sợ hãi, là chúng ta nghĩ rằng là gọi là Devata Nusati, tức là niệm tưởng chư thiên, các hạng chúng sanh ở trên cõi trời, chư thiên vương, đau lợi vân vân, những hạng chư thiên đó đó, do cái nghiệp thiện, do nghiệp thiện là đức tin, giữ giới, tính pháp, bố thí, sanh được cổ trời, làm các vị chư thiên có đại thần lực. Ta cũng là người có đức tin đối với Phật pháp, như vậy thì ta cũng có thể là cộng trú với các vị chư thiên đó, vân vân. Mình suy nghĩ đến cái thiện pháp của chư thiên, suy nghĩ đến cái thiện pháp của mình, rồi chúng ta quan hỷ gì? Thì như vậy nó hạn chư thiên nhỏ nhỏ họ không dám động đến chúng ta, bởi vì chúng ta có phẩm hạnh tương đương với cái hạng cũng như xếp của họ mà. Cho nên lúc đó tâm ta sẽ vững, hoặc là chúng ta suy nghĩ cách khác để chúng ta không có sợ ma. Thì chúng ta nghĩ là đây cũng là thân ngũ uẩn, mà các hạng quá sanh đó cũng là thân ngũ uẩn, tùy theo duyên nghiệp của chúng sanh, có khi thì làm chúng sanh có dục giới, hay là có sắc giới, có vô sắc giới, tùy theo cái duyên nghiệp mỗi người. Nhưng mà chung là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức này, tất cả đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Khi mà chúng ta suy xét pháp lý mà sâu sắc như vậy rồi, là chúng ta không có gì sợ. Thường thường những người mà hay sợ ma đó, những người mà tâm hay lo sợ, hay run sợ, thì cái đó là cái họ chấp bản ngã nặng quá, cho nên họ mới bắt đầu đụng chuyện gì họ cũng lo sợ. Còn người mà không có ngã chấp á, thì người này không có sợ hãi. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua một vài cái và suy nghĩ ở trong, để trả lời câu thảo luận số 4 này. Bây giờ không biết Thượng Tọa Tị Quyền có mặt ở trước máy không? Còn 12 phút nữa Thượng Tọa giúp giùm cho. Xin hỏi Thượng Tọa. Ồ, vậy tốt quá. Xin thỉnh Thượng Tọa đẳng điều hợp Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính chân ngoài Thượng Tọa Thầy Sư. Để xin Thượng Tọa Thầy Sư đề nghị. Thượng Tọa Tị Quyền này, chúng ta thấy rằng khi mà Amadusi muốn
muốn chi phối chi tỳ kheo thì dùng hai cách đó. Một cách thuận, một cách nghịch. Cái nghịch cảnh đó là cho suối các gia chủ để phỉ báng mạ lì cái chi tỳ kheo. Cái thuận cảnh đó là tạo các gia chủ để cung kính và cúng dường nhiều chặt chi tỳ kheo. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào thực tế đó, thì trong cái thuận cái nghịch đó, người ta nói là thường cái đau khổ của vị mà nó ít có làm cho chúng ta chao đảo hơn là những cái danh lợi. Thì Tọa có chia sẻ cái gì nữa hay không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Lọ Thượng Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ và cảm ơn vị. Để có kết lệ đến Đức Phật Giáo Pháp chúng tăng, kết lệ đến Thượng Tọa Giáo Đảng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý tương đương cương chấp Phật tử. Có thể nói rằng là xuyên qua cái bài kinh này, qua cái câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Giáo Đảng thì chúng ta thấy trên cái đời sống thực tại của hiện tại, nếu như hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh thì chúng ta sẽ dễ đánh mất mình ở trong hoàn cảnh sướng hay là hoàn cảnh khổ. Thì có thể nói rằng ở đây, về cuộc sống xã hội cũng vậy, về cuộc sống tu hành cũng vậy. Chúng ta nghe một câu mà nó rất là tình, mà đó chính là thật. Thà nghèo mà còn biết đến thương nhau, còn hơn giàu có đổi thay nhau. Ở đây, đối với người tu, nghèo, nó khắc khổ một chút xíu, như điều về ấy, chân tình với chính mình, giữ mình nắm bắt dễ hơn, biết kiểm soát mình. Còn khi mà đầy đủ, khi mà tốt đẹp thì vì ấy sẽ khó, khó có, dễ bị chao đảo trước cái lời khen tiếng chê, trước cái vị ngọt của danh của lợi. Quả thật như vậy. Cũng như nếu mà chúng ta được bây giờ chúng ta được khen thì chúng ta ít bao giờ có thể chấp nhận được một cái lời chê hay là cái lời bình phẩm hay cái lời khó nghe hay cuộc sống khổ. Đó là thực tế và thật. Dĩ nhiên với những cái tâm hướng tu, muốn tu thì nó là một chuyện khác. Ngày xưa đó, tức là Thượng Tọa khi mà con nhớ hồi lúc mà còn khoảng thập niên 80, 90, nhất là thập niên 80, nghèo vô cùng. Phải nói là chỉ có gạo cơm là mừng rồi. Nhưng điều mà phải nói cái tâm mà học không thể nào nói được, chỉ biết có học. Từ qua thập niên 90 cũng vậy, đầu những năm thập niên 90 thì phải nói rằng nó có sự thay đổi, nhưng cũng chưa có phải là mạnh mẽ, thì cũng được một cái sự căn bản tốt đẹp. Và những lần sau này thì nó đã dễ dàng rồi, những tháng năm gần đây thì nó dễ, thì có nhìn thấy lại là thấy bằng cái nhìn thực tế trong thực tại của chính mình, nói rằng là cái tâm tu của ngày hôm nay, của người hiện tại, nó cũng khác cái người xưa. Rồi con so sánh một cách xa nữa, rồi chính thực tại của chính mình với những người xa xưa hơn nữa, thì phải nói nó cũng khác đi, cũng cách nhau. Thì trên tinh thần đó, phải nói rằng là chúng ta cũng không phải đứng trên cái nhìn của hiện tại mà chúng ta xét đoán ở trong. Cũng như từ ở trong quá khứ đó, chúng ta cũng không thể chối rồi bắt phải là một cái đường thẳng như thế. Thì đây cũng là một điều mà cái định hướng trên cái lý tưởng tu tập của mọi người nó khác nhau. Nhưng phải nói rằng, dĩ nhiên cái vị ngọt sẽ dễ làm chúng ta chao đảo hơn là cái vị đắng. Cũng như chúng ta khen, nghe người ta khen nhiều, ít chấp nhận bị người ta chê, là buồn, u sầu, u dột.
hay là không bội. Còn khi người ta khen mình thì nở nụ cười nó tròn như là bánh xe. Và khi người ta chê mình, khi người ta phản, khi người ta khiển trách mình thì nó buồn như cái bão chiều. Đó là thực tế vậy đó. Và tại sao như vậy? Thì giờ quen hảo ngọt rồi, bây giờ có đắng chút xíu chịu cũng được. Hảo ngọt rồi thì hết hết cái biết đắng. Ai trong cuộc đời này giữa cái ngọt cái đắng đó mà có thể làm chủ được, hết chức cũng không bị chao đảo khi xúc chạm cái buồn cái vui, cái vừa lòng cái không vừa lòng, cái khó nghe cái dễ nghe. Và kính thưa quý vị, chúng ta phải tập uống đắng đi. Dầu cho đạo tất cả chúng ta cũng như vậy, cũng như trong tình cảm, tình thương, điều kiện sống vật chất, có đôi khi chúng ta không mãi được ấm yên, có đôi khi chúng ta không mãi được bình yên cho tâm hồn và sự sinh hoạt cho cuộc sống, thì chúng ta cũng biết rằng cuộc đời nó là một cái nhấp nhô lên xuống mà chúng ta tùy theo duyên mà cảm thọ. Và biết được cái cảm thọ vui buồn của mình, biết buông, biết bỏ, thì đây mới là một cái giá trị tu tập. Và phải nói rằng đừng bao giờ hảo ngọt quá, bây giờ đắng thì chúng ta chịu không nổi. Nhưng chịu không nổi hay là nổi gì đó, cuộc đời này vốn tức là cái đắng cái ngọt nó luôn luôn xuất hiện. Sự phỉ báng, sự khiển trách, sự trách móc, hay là sự chửi bới, sự nặng nhẹ của người, chắc chắn là phải có. Hãy có người khen ta thì sẽ có người chê ta, người chê thì cũng sẽ có người khen ta. Sự tình thật ở cuộc đời có thể ít có bị chao đảo, còn nếu chúng ta sớm nó quen rồi thì nó tác động một cái điều kiện thuận thì chúng ta cảm thấy dễ chịu, tâm của mình dễ chịu. Còn nếu như mà tác động mà tình huống không vừa lòng thì tâm bực bội. Cho nên ở đây nếu là một người tu thì phải biết cái sự vô thường như vậy. Nó mắng tôi, đánh tôi, chửi tôi, đừng có ôm ấp thì hận thù sẽ tự nguôi. Mình đừng có cho rằng cái dư luận nó là một cái, hay là một cái lời nói của người, nó là một điều quá quan trọng với mình. Người ta khen mình chưa chắc là người ta tốt với mình đâu. Mà nhiều khi người ta người ta khiển trách mình, không chừng đó là một điều giúp cho mình. Nó cũng có những cái nghịch đảo mà nó chúng ta có một cái phổ cập rất là lớn, chứ không riêng gì chỉ mà là sự phỉ báng, thì chắc chắn rằng sự phỉ báng này khó chịu và sự lợi đắc cung kính. Thì thực tế cho thấy thì cái phiền não khi mà chúng ta được khen thì vừa lòng, mà lợi đắc chúng ta vừa lòng, mà khi bị phỉ báng, khi bị mất mát thì chúng ta cảm thấy rất khổ. Đây là thực tế đời đạo cũng vậy luôn đối với việc, chứ không phải chỉ nói trong đạo thôi. Nó cần làm bằng cái đó là lúc các chưa thì không, mà trong đời sống chúng ta là như thế. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải tỉnh thức ở trong cái sự đời nó như thế, thì chúng ta sẽ được vượt qua những khổ nạn, vượt qua những cái điều mà nó không thích hợp trong cuộc đời. Nó là một dòng chảy vơi đầy nhấp nhô trong đục là như thế, biết đón nhận, biết chấp nhận thì nó sẽ đỡ phải phiền để cho chính chúng ta. Và kính bạch thượng tọa, đây là đôi điều mà chúng con trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần túc từ kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa tự nguyện. Thưa quý Phật tử,
chúng ta khi mà đọc một kinh điển, mỗi bài kinh có một số những khía cạnh mà qua đó chúng ta có thể dùng lòng để đề tăng. Do vậy bài kinh ngày hôm nay cũng là vậy, mặc dù chỉ là một câu chuyện kể chuyện quá khứ, nhưng mà qua đó quả thật là cũng có rất là nhiều điểm để mỗi người có thể suy niệm. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha-rama đến đây hoàn mãn. Kính Thiên Chư Vị Giảng Sư đã vào Trung để thuyết giảng, đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ cho con. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ đạo tràng có nghe được tín hiệu, cho con xin biết tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ dạ. Sa thú lành thay, con Tự Mẫn thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Sapa Devata Sapa Sangha.
kiếp chuyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh nhân. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bố Tha Thầm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Dạ Nam Mô Bố Tha.